Chân dung Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội qua các thời kỳ từ 1979 cho đến nay. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được thành lập theo sắc lệnh số 16 của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 16 tháng 7 năm 2008 về việc tổ chức lại quân khu Thủ đô Hà Nội thành Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là Bộ Tư lệnh có chức năng tham mưu cho Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân và công tác quân sự địa phương, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng tại địa phương, tổ chức thực hiện xây dựng, quản lý, chỉ huy các đơn vị lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ. Mục Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 1979 đến tháng 7 năm 1979, 1956 đến 1960, lần lượt qua các chức vụ Cục Phó Cục Điều động Dân quân, Cục trưởng Cục Động viên Dân quân, Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Bộ Tổng tham mưu. 1964 đến 1976, lần lượt qua các chức vụ Tổng tham mưu phó Chính ủy Quân khu 4, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Tư lệnh Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Đoàn 559, Bí thư Ban cán sự Cố vấn Đảng, Quân, Dân, Chính kiêm Tư lệnh Bộ đội Tình nguyện ở Trung Hạ Lào. Tháng 6 năm 1976, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 1977 đến 1982, Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng. 1979 đến tháng 7 năm 1979, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Trung tướng. 1974. 2. Trung tướng Lư Giang, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 1980 đến 1989. Tháng 12 năm 1945, chi đội trưởng chi đội Bắc Bắc Nam Tiến. 1946 đến 1952, tiểu đoàn 4 Nha Trang, liên trung đoàn 80 đến 83, trung đoàn 84. 1953, Bộ Tổng tham mưu Liên khu 5, sau đó là chỉ huy trưởng quân cảng Quy Nhơn, rồi tham mưu phó, tham mưu trưởng các sư đoàn 349, 375. 1958 đến 1968, lần lượt qua các chức vụ lữ đoàn trưởng lữ đoàn 368, tham mưu phó Bộ Tư lệnh Pháo binh, chỉ huy trưởng phân khu 5, sư đoàn trưởng sư đoàn 3, phó Tư lệnh quân khu 5 kiêm Tư lệnh tiền phương cánh Nam. 1979, phó Tư lệnh quân khu Thủ đô. 1980 đến 1989, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thiếu tướng. 1974, trung tướng. 1984. 3. Trung tướng Chu Duy Kính, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, 1989 đến 1997. Tháng 2 năm 1964 đến tháng 6 năm 1974, phó chính ủy, chính ủy Trung đoàn Không quân 921, phó chủ nhiệm chính trị Bộ Tư lệnh Không quân, phó chính ủy Bộ Tư lệnh Không quân. Tháng 6 năm 1976, phó chủ nhiệm chính trị Quân chủng Phòng không Không quân. Tháng 6 năm 1977, phó chính ủy Quân chủng Phòng không Không quân. 1980 đến 1986, phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân. 1986, phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô.
tháng 9 năm 1989 đến tháng 1 năm 1997, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thiếu tướng 1984, Trung tướng 1989. 4. Trung tướng Phạm Văn Tánh. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 1997 đến 2002 là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, nguyên chánh thanh tra Bộ Quốc phòng Việt Nam 2002 đến 2007, đại biểu Quốc hội Việt Nam 10. 1965, tham gia chiến đấu trên chiến trường quân khu 5. Sau 1975, Học viện Sĩ quan Đà Lạt, Học viện Quân sự cao cấp, Học viện Chính trị cao cấp, lần lượt giữ các chức vụ Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301, Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô. 1997 đến 2002, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thiếu tướng 1995, Trung tướng 2002. 5. Trung tướng Nguyễn Như Hòa. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 2002 đến 2008 là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng. 1970 đến 1975, chiến đấu trên các chiến trường đường chính Nam Lào, miền đất lửa Quảng Trị và chiến dịch Hồ Chí Minh. 1985 đến 1997, Học viện Quốc phòng, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Bắc. 1998, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 1. 2002 đến 2008, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thiếu tướng 1998, Trung tướng 2002. 6. Trung tướng Phí Quốc Tuấn. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 2008 đến 2015 là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ông đảm đương nhiều cương vị: Trung đội trưởng khung đào tạo sĩ quan, giáo viên chiến thuật, trợ lý kế hoạch trường quân chính Hà Sơn Bình, phó trưởng ban động viên, phòng động viên tuyển quân Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Sơn Bình. 2008 đến 2015, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thiếu tướng 2008, Trung tướng 2012. 7. Trung tướng Nguyễn Duẩn Anh. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 2015 đến 2018 là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương. 2008, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô. 2011, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô. 2013, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô. Tháng 7 năm 2015 đến tháng 10 năm 2018, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thiếu tướng 2015, Trung tướng 2019. 8. Trung tướng Nguyễn Hồng Thái. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội 2018 đến 2019 là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu 1. Trước tháng 9 năm 2016, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Tháng 9 năm 2016, Phó Tư lệnh Quân khu 2. Tháng 11 năm 2016, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Tháng 7 năm 2018, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2. Tháng 11 năm 2018 đến tháng 10 năm 2019, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thiếu tướng 2016, Trung tướng 2020. 9. Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Tháng 9 năm 2019 cho đến nay, tháng 8 năm 1998 đến tháng 10 năm 2004, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương. Tháng 11 năm 2004 đến tháng 4 năm 2008, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Giàng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương. Tháng 5 năm 2008 đến tháng 3 năm 2010, Trưởng Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương. Tháng 4 năm 2010 đến tháng 8 năm 2012, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Chí Linh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương. Tháng 9 năm 2012 đến tháng 2 năm 2015, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương. Tháng 3 năm 2015 đến tháng 4 năm 2019, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương. Tháng 5 năm 2019 đến tháng 8 năm 2019, Phó Tư lệnh Quân khu 3. Tháng 9 năm 2019 cho đến nay, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Thiếu tướng 2019, Trung tướng 2022.